những bước để mà giúp sinh Inter của Crush một cách không bị mất giá nhất dành cho những bạn có bộ mặt siêu mỏng như mình. Chào các bạn, mình là Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Sao mà để xin Inter của Crush mà không bị mất giá ta? Ký, nếu mà mày không cố gắng là mày chỉ có thể gặp đối phương một lần trong đời. Nhưng mà không lẽ mình lại lật bàn ngửa sớm tới như vậy? Xin thì dễ rồi, nhưng mà xin như thế nào để không bị mất giá, nó mới là vấn đề nè. Như tôi thường nói với mấy ông mấy bà trong video clip á, đó là trong chuyện tình cảm, nhất là trong giai đoạn đầu á, làm sao đừng có để đối phương biết mình thích họ, nếu không là coi chúng ta thua. Làm sao để mà xin Inter của Crush một cách tự nhiên nhất mà không bị mất giá ta? Câu hỏi này chắc là trăn trở của rất rất là nhiều người luôn. Nếu bạn là kiểu người khi mà gặp người lạ thì sẽ im ru hoặc là không nói chuyện giỏi như các anh chuyên bắt chuyện á, thì xin chúc mừng, bạn đã quay vào ô tim của mình. Mình là kiểu khi mà gặp người lạ và đặc biệt là crush thì sẽ tự nhiên bật chế độ lạnh lùng, ít nói liền. Vậy thì làm sao để mà vừa có giá vừa có crush đây? Câu này khó, để mình tính. Để xem, nếu chúng ta không có dũng khí đi một đường thẳng mà xin Inter trực tiếp từ Crush thì chúng ta phải đi đường vòng thôi. Quan trọng là chúng ta phải đi, quan trọng là phải bước ra vùng an toàn của chính bản thân. Cái kiểu mà ngồi yên tình yêu sẽ tới nghe nó mơ hồ lắm, mà trước hết bạn phải kiếm chỗ để bạn ngồi trước chứ, đúng không? Chứ đâu có khi không mà ngồi yên trong nhà thì có ma nào thèm kiếm chứ. Cái tần suất mà một anh chàng đẹp trai, một cô nàng đẹp gái á, gõ cửa nhà bạn hả? Mà nói thật luôn, nó hiếm, nó hiếm. Và phải nói thẳng vào mặt bạn là bạn mơ đi. Vậy thì làm sao để mà xin Inter của Crush mà lại không mất giá ta? Để mình vạch ra cái kế hoạch này cho bạn. Đầu tiên, tưởng tượng khi mà bạn gặp được đối phương, người bạn muốn xin Inter rồi đó, thì phải làm gì? Hãy giữ cho mình một cái vẻ ngoài thật là bình tĩnh. Đừng manh động, đừng đánh rơi giá của mình. Giữ một cái vẻ ngoài điềm đạm, ok chưa? Bước tiếp theo, bước này cần sự quan sát tỉ mỉ nha. Nhìn bối cảnh xung quanh xem bạn có thể bám víu được vào vật dụng gì để mà sử dụng không. Bởi ta nói xin Inter là một nghệ thuật, người xin Inter là một nghệ sĩ. Ai nói? Mình nói chứ đâu. Nó gây cứng như là mấy cái kiểu mà quay bài mà sợ bị giám thị phát hiện vậy đó. Ngoài ra, ở bước này á, các bạn cũng cần phải quan sát tỉ mỉ xem đối phương có chung hệ với mình không. Bằng cách có thể gửi một phép thử là một ánh mắt chẳng hạn, xem đối phương tiếp nhận cái tín hiệu này ra sao. Bước này thì các chị hãy suy xét cẩn thận xem mình có phải là gu của các anh không, và ngược lại. Hiểu không? Thứ ba, sau khi đã tìm được bối cảnh, quan sát thấy đối phương cũng có triển vọng, cũng có cơ hội đó, thì tiếp theo hãy vận dụng đầu óc của chục năm xem những bộ phim tình cảm để mà tạo ra một tình huống tiếp xúc với đối phương. Bước 4, sau khi đã có kịch bản thì cần diễn viên. Khỏi quay tới quay lui, bạn đó, giờ phút này hãy tận dụng, vận dụng cái năng khiếu diễn viên của bạn. Mình biết trong chúng ta đây ai cũng nung nấu một khát khao đứng trên một cái sân khấu lớn, tận hưởng những cái ánh đèn LED rọi vào bản thân, được làm diễn viên chính, thậm chí là trong chính cuộc đời của bản thân mình nữa. Hay là chỉ có mỗi mình thôi. Nhưng mà nói chung á, là bước này thành bại tại kỹ năng. Giả bộ cho thật vào, bất đắc dĩ cho thật vào, biểu cảm cũng phải thật chân vào. Xong hết rồi thì đi thôi. Cái gì? Bạn vẫn chưa tự tin hả? Thôi được rồi,
vì các bạn đã chọn xem buổi phát video ngày hôm nay. Nên mình sẽ đặc biệt phá lệ. Nghe như livestream bán sản phẩm vậy mọi người ha. Hãy niệm câu thần chú này với mình. Chỉ cần chúng ta cho nó là thật thì nó sẽ là thật. Chúng ta cho nó là thật thì nó sẽ là thật. Ok không? Rồi đó. Trước mắt lấy một cái ví dụ cho mọi người ha. Ví dụ là đi ăn lề đường đi, những cái quán ăn lề đường đi. Thì anh ơi, anh có thể gửi tiền trước giúp em được không? Tại vì em ở trong người không có tiền mặt, em sẽ xin thông tin của mình để về em có thể chủ động chuyển khoản lại cho mình. Còn nếu mà các bạn đi những cái quán ăn có chuyển khoản á, thì các bạn cũng có thể dùng cách tương tự là: anh ơi, anh chuyển tiền trước giúp em được không? Tại vì điện thoại em nó hết pin rồi á, thì khi mà em về nhà em sạc pin rồi, lúc đó em có thông tin của mình rồi, em sẽ chủ động em sẽ chuyển lại cho mình. Không biết có được không ạ? Một cái cớ quá là xuất sắc được nghĩ ra bởi đứa em tên Linh Nhi của mình không có dám nhận bừa. Cái gì mà không phải là mình nghĩ ra thì mình sẽ không nói là mình nghĩ ra. Mình mới hỏi là: ủa, em nghĩ ra như vậy thì em đã áp dụng vào thực tế đời sống chưa? Thì em nó mới nói là nếu mà gặp đối phương lần đầu á, cảm thấy là thích thích rồi nhưng mà sẽ cố gắng lơ đi. Gặp lần hai, lúc đó là duyên tiền định rồi á, thì mới tính tiếp. Được cái đứa em này có cái suy nghĩ giống mình ghê. Nhưng mà nói vậy là cả nước đều biết hai anh em mình bị nhát rồi đó. Bản thân mình hồi đó cũng là vô tình thôi. Chuyện là hồi đó trong lớp á, thì mình cũng muốn xin inter của một bạn nữ chung lớp. Bạn nó xinh xỉu luôn. Nhưng mà mặc dù chung lớp nhưng mà rất là ít có cơ hội tiếp xúc. Một hôm thì mình mượn được một cái hộp bút của bạn đó. Trong hộp bút đó có một cây son. Khúc này là mình thành thật với lòng luôn, là mình xin thề luôn. Lúc đó là mình chỉ vô tình thôi nha, chỉ là vô tình mình làm hư cây son của người ta. Hư thì sao? Hư thì phải đền chứ, đúng không? Thế là nhờ cái cây son hư đó cũng có dịp để mà mình nhắn tin trò chuyện, hỏi thăm về mẫu mã cây son để mà đền lại. Hỏi về cây son là phụ, hỏi về người ta là chính. Đó, tôi gợi ý rồi đó. Ông bà nào á mà muốn dùng cái cách này á, thì cũng hãy cân nhắc lựa chọn đồ cho cẩn thận nha. Có thể á, các bạn không biết cái món đồ các bạn chọn á, nó có giá trị kỷ niệm đối với người ta như thế nào. Thì lúc đó hãy chọn một cái món đồ vừa tầm ví. Vừa tầm ví. Ôi, tự nhiên nói ra cái cách này cảm thấy như mình đang tiếp tay, mình đang truyền bá văn hóa phẩm độc hại cho mọi người vậy đó. Nhưng mà cũng phải nói một câu đó là đôi khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều, chúng ta sẽ bị nhát đi, chúng ta sẽ không dám hành động. Và đôi khi an toàn quá thì nó sẽ không tạo ra cái điểm đột phá. Trời ơi, ba phải quá trời trời. Cái khó của việc đi bắt chuyện á, đó là bạn phải vượt lên trên chính bản thân mình đã. Vượt qua cái nhát của bản thân. Thôi, kỳ lắm, ngại lắm, lỡ người ta biết thì sao? Những lúc như thế này, mục đích chính của bạn là bạn xin yên tư. Nếu bạn cho nó đặc biệt, thì nó sẽ làm khó bạn. Bạn cứ nghĩ bình thường thôi, coi như một cuộc trò chuyện giao tiếp bình thường thôi. Được ăn cả, ngã thì có mình đỡ. Còn mình đỡ như thế nào thì lát sau tính tiếp đi ha. Đôi khi không phải lúc nào cũng thiên thời địa lợi nhân hòa. Mình đối với việc xin in tư đi thì mình ngại nhất cái việc là crush đi chung với một nhóm bạn. Họ có thể là vật cản trong kế hoạch. Những lúc như thế này á, mình lại chưa bao giờ mình cảm thấy lợi ích của việc hướng ngoại như bây giờ. Mình, một người hướng ngoại part time, thỉnh thoảng thôi, thì mình có thể làm bạn được với tất cả mọi người, trừ crush. Đau khổ. Và đương nhiên, bạn của crush cũng không ngoại lệ. Nhưng mà nếu bạn không giống như mình, thì mình tin rằng á, trong nhóm bạn bạn chơi, chắc chắn
cũng phải có một người họ được mệnh danh là bạn của mọi nhà. Thì lúc đó bạn hãy bum xin là bum, dùng người dùng đúng thời điểm để mà sáp nhập hai nhóm đó lại thành một, thuận cả đôi đường không. Còn nếu không á thì chắc là phải kiếm một dịp khác rồi á, kiếm một dịp crush ngồi riêng một mình mà hành động. Ok, đó là những bước để mà giúp sinh inter của crush một cách không bị mất giá nhất, dành cho những bạn có bộ mặt siêu mỏng như mình. Hy vọng là có thể là một nhân tố trải đường giúp các bạn tiến gần với crush hơn ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết chiếc video này của mình và đã để mình tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.